À, Phong xin kính chào cô chú anh chị nha. Thì chào các bạn. Thì giờ Phong đang đi mua về cái nguyên liệu giống như là nước mắm, nước tương và đường, bột ngọt, gạo. Thì đợt này Phong sẽ phát 200 phần cho người dân Sa Đéc mình. Đó, thì bây giờ đang đi mua cơm về rồi phân phát ra, xong á sẽ phát cho bà con của mình. Thì đang đi vào để mở chất hàng lên đây. Trời ơi, còn mình ông làm luôn hả? À, nè, đang lên nước tương này, tương ngon luôn. Ở đây là là xong luôn hả chú? Rồi, trên xe hiện giờ đó là bột ngọt với nước tương. Rồi ra ngoài đây chất đường với gì nữa? Này là đường với nước mắm sữa không anh? Sữa với đường. Dạ. À, này là nước mắm nước tương hả? Thì mình mua này hiện giờ tổng cộng là 200 phần á, thì về xong rồi phân phát ra. Phân phát xong xuôi là sẽ đi phát cho bà con nha. Nên mình nhận được sự trợ giúp của Mạnh Thường Quân ở Nhật á, đã gửi tiền về cho mình và mình mua, mình đang đi mua gom tất cả nguyên liệu về để mà phân phát ra nha.
giờ đã đem vô nhà được là nước mắm nước tương, bột ngọt với sữa luôn nè, bên đó đường luôn đó. Thì tổng cộng là 200 phần đó. Thì phía trong để trong nhà đó, sợ mưa bị ướt á, là 1 tấn gạo phía trong nữa. Thì Phong sẽ phát ra, phân ra là 200 phần để gửi đến bà con nha. Thì nước mắm này nè, nước mắm ba miền. Nhìn cái chai hấp dẫn đẹp lắm. Còn nước tương là nước tương hương Việt đây. Đây phần quà thứ ba là bột ngọt Ajinomoto. Còn cái này là sữa. Nếu như đi mà Phong gặp trẻ em á, thì Phong sẽ trích ra một lốc cho các bé. Còn đây là 200 bọc đường nha. Thì mỗi phần quà là có 1 kg đường. Thì Phong sẽ quay luôn cái phần gạo nha. Dạ rồi. Còn 1 tấn gạo đang để trong nhà nè, sợ mưa đó, thì đã tập kết mua đủ rồi. Thì sẽ ngay sẽ phân ra là 200 phần quà. Xong Phong với cùng anh em sẽ đi phát cho bà con. Thì rất cảm ơn chị Loan ở Nhật đã gửi tiền về cho em mua 200 phần quà này để gửi cho bà con. Cảm ơn chị rất nhiều. Chúc chị và gia đình được dồi dào sức khỏe. Cảm ơn chị rất nhiều nhé. Thì bà con ơi, thì Phong phân ra xong, Phong sẽ cố gắng đi sớm nhất có thể để gửi đến bà con nha. Hãy theo dõi của Phong nha. Và các bạn ơi, hãy đăng ký cho Phong. Phong đã trở lại sau 3 hoặc 4 tháng mà nghỉ dịch đó. Phong trở lại để giúp bà con, đồng hành cùng bà con. Những người nghèo khổ thì Phong có tới được, có duyên thì Phong sẽ tới Phong giúp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video tiếp theo. Bye bye.